Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với DeFi Discussion. Đây là podcast mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện và chém gió với nhau những cái góc nhìn thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Trong tập tuần này thì mình rất là vui khi đón chào sự trở lại của một gương mặt, một cái người đồng hành đã rất lâu rồi thì mới quay trở lại với DeFi Discussion. Thì rất là vui khi hôm nay lại có cơ hội để ngồi chém gió với anh Poseidon về những cái diễn biến trong thời gian vừa rồi của thị trường ha. Lên Poseidon. Hello Nguyên và xin chào tất cả các cái bạn đang xem Coi68 TV và DeFi Discussion. Rất vui khi được gặp lại anh em trong một cái tập podcast. Ok, thì trước cái tập podcast này á, thì mình với anh Poseidon cũng có gọi là cũng ngồi thảo luận với nhau một vài cái gạch đầu dòng về thị trường hiện tại. Thì có một cái điểm mà cả hai anh em đều thấy gọi là cũng đồng ý với nhau, đó là cái câu chuyện là thị trường thì bây giờ nó cũng đã sôi động trở lại, volume ở trên các cái blockchain thì nó cũng đã sôi động trở lại. Tuy nhiên là hình như đâu đó ở trong cái bối cảnh thị trường hiện tại, những cái sản phẩm ở cái chu kỳ trước, ví dụ như là những cái lending hoặc là những cái DEX chẳng hạn, thì mọi người nói khá là ít về những cái từ khóa này, những cái dự án này. Vậy thì trong tập DeFi Discussion này chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái lý do vì sao những cái dự án này ít người nói tới, và liệu phải chăng là những cái dự án này nó đã gọi là đến cái điểm bão hòa của nó hay chưa. Thì thì hy vọng là đâu đó cái chủ đề tuần này nó sẽ gợi mở cho anh em những cái góc nhìn mới về những cái mảng thị trường mà nó được coi là kỳ cựu của thị trường DeFi trong suốt 2-3 năm vừa rồi. Rồi thì chắc là câu hỏi đầu tiên dành cho anh Poseidon đi, đó là nói riêng về mảng DEX nha, một cái mảng nó gọi là không thể thiếu của bất cứ một cái blockchain nào rồi, thì chúng ta thấy là rất ít người bàn tán về cái mảng sản phẩm này hoặc là gọi là thảo luận về những cái sản phẩm DEX này. Vậy thì theo anh đâu là cái lý do mà một cái mảng sản phẩm mà nó gần như là không thể thiếu đối với một cái blockchain thì nó lại trở nên một cái gì đó nó khá là bình thường á trong thời gian vừa rồi? Thì trong quý 1 2024 thì nên thấy là chúng ta thấy thị trường nó tăng, và nhưng mà chủ yếu là nó tập trung vào cái sự tăng giá của Bitcoin và đâu đó là cái hệ sinh thái mà BRC20 và một số cái dự án mới liên quan đến cái hệ sinh thái đó, cũng như là Ethereum, một số cái layer 1 đó như là Solana, Sui hay là Say Network, và đặc biệt là những cái đồng là meme coin. Thì anh em có thể thấy rằng với một cái xu hướng thị trường như vậy, tức là nó không có một cái dòng tiền mới vào mà nó tăng đi từ cái việc là Bitcoin ETF, tức là cái dòng tiền từ thị trường truyền thống đó, nó khiến cho cái việc tăng giá của thị trường nó không có đồng đều mà nó xảy ra mang tính khá là phân mệnh và cục bộ. Chính vì vậy thì những cái nghét mà thị trường nó bùng nổ trong thời gian vừa rồi ấy, thì nó lại không có một cái xíu nào mà nó có thể liên quan đến và hay là tạo cái cú hích cho thị trường DeFi nói chung và cái mạng là DEX nói riêng. Đó, tại vì anh em chúng ta khó mà tìm hiểu được một cái điểm nào chung giữa cái Bitcoin hay là Bitcoin hay là một số cái layer 1 nó với cái mạng DEX của mà chúng ta đang nói đến. Đồng ý là chúng ta sẽ ghi nhận được cái việc đó là volume giao dịch nó tăng rất là đột biến. Đó, như cái hệ sinh thái Solana có thời điểm volume giao dịch nó vượt qua Ethereum rất là nhiều bởi vì meme coin thì nó rất là hot. Tuy nhiên thì điều đó nó cũng không đủ để là một cái cú hích cho DeFi và các cái sàn DEX. Cái đó là cái lý do về mặt thị trường. Còn về mặt các cái dự án DeFi hay là dự án DEX thì em có thể thấy là vẫn còn rất là nhiều dự án hoạt động tốt và vẫn ra được những cái update nó giá trị hay là thu hút người dùng, thu hút khối lượng giao dịch vân vân. Tuy nhiên thì nhìn chung á là chúng ta cần nhiều hơn để mà thực sự là nó sôi động lại, tức là nó vẫn chưa có một cái sự đột biến về mặt công nghệ đến mức mà nó kéo gần cái khoảng cách giữa DEX với những cái sàn tập trung như là Binance hay là những cái sàn khác. Tức là cái trải nghiệm người dùng nó vẫn đang dừng ở cái mức của cái đây 1-2 năm thôi. Đồng ý là nó có những cái tốt hơn, ví dụ như là có một số sàn người ta áp dụng cái account abstraction cho phép là gọi là thanh toán các phí giao dịch các giữa các chain nó một cách dễ dàng hơn vân vân, nhưng mà nó cũng rất là
là hạn chế, và thực ra là mình nói thẳng là một cách đây 1-2 năm nó như thế nào thì bây giờ nó cũng gần như vậy. Nó chưa có một cái gì gọi là thực sự là đột phá về mặt chất để mà khiến cho DeFi hay là những cái sàn DEX nó có thể bùng nổ trở lại. Thì theo mình đó chính là cái lý do mà mặc dù thị trường nó sôi động lại trong suốt 3-6 tháng vừa rồi, và cũng ghi nhận rất là nhiều khối lượng giao dịch trên cả sàn tập trung lẫn sàn phi tập trung, tuy nhiên thì người ta vẫn rất là ít nói về những cái sản phẩm này. Em thấy có một cái lý do mà ngoài cái việc là cái dòng tiền nó đổ một cách không đồng đều giữa các cái mạng lưới á, thì em nói riêng về các cái hệ sinh thái EVM đi, thì cái câu chuyện về restaking á, nó gần như là nó chiếm trọn cái sự chú ý của mạng xã hội trong cái giai đoạn hiện tại của thị trường, cho nên là về đâu đó thì cái nhu cầu mà gọi là mua đi bán lại những cái đồng token ở trên các cái DEX á, thì đâu đó nó vẫn, hoặc là mọi người sẽ phải mua Ethereum, hoặc là mọi người sẽ phải gọi là, tức là những cái trend cục bộ nó liên quan meme coin, thì đâu đó nó không có liên quan gì đến các cái DEX, giống như anh Poseidon nói như vậy, tức là những cái câu chuyện người ta kể nó không có một cái cú hích gì đó cụ thể liên quan đến những cái DEX. Và cái sự chú ý của mạng xã hội thì như em có đề cập thì gọi là nó cũng không quá đề cập quá nhiều về cái từ khóa này. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta nhìn về cái khía cạnh gọi là sản phẩm đi chẳng hạn, hoặc là những cái cấu trúc thiết kế mới, hay là những cái thay đổi trong cách vận hành của các cái dự án DEX, cả từ cái giai đoạn của cái chu kỳ trước, những cái dự án mà đã tồn tại qua được cái chu kỳ trước, và kể cả những cái mạng DEX, những cái dự án DEX mà nó mới sinh ra ở trong cái giai đoạn thị trường hiện tại, thì nếu mà chỉ ra ba cái thay đổi mà đáng chờ đợi, hoặc là những cái cập nhật đáng chờ đợi trong thời gian tới của các cái dự án mạng này, thì anh Poseidon sẽ liệt kê ra ba cái thay đổi nào? Mình cũng là một người cũng gọi là vẫn đang research về DeFi và vẫn đang đầu tư khá nhiều vào DeFi, cho nên là có thể chia sẻ thật và thẳng với em luôn. Thì thực ra như hồi nãy mình nói, vẫn có đâu đó rất, khá là nhiều dự án người ta hoạt động vẫn rất là ổn định và sản phẩm vẫn cập nhật cải tiến rất là chất lượng, nhưng mà dĩ nhiên là những cái người ta vẫn update sản phẩm vân vân ra những cái mới, nhưng mà như mình nói thì những cái đó nó thực sự chưa phải là một cái hit thay đổi về chất. Nhưng mà để mà liệt kê ba cái mà mình ấn tượng nhất thì nếu mà chỉ riêng những cái sàn DEX thôi á, mình bỏ qua những cái sàn phi tập trung như DEX hay là GMX nhá, thì mình chỉ nói về những cái sàn nó dạng như truyền thống như Uniswap hay là PancakeSwap, tức là spot chứ không phải là pub, spot thôi, only spot thôi. Thì mình thấy tuy nhiên ấn tượng nhất thì anh em nếu có theo dõi những cái bài viết của mình có số 8 thì chắc chắn ấn tượng nhất là đối với mình là cái việc mà liên quan chủ yếu đến Uniswap, và tức là nó ra mắt cái Uniswap V4, trong đó có những cái cập nhật mà cho phép liquidity provider người ta có thể tùy chỉnh những cái thông số liên quan đến pool, đến phí giao dịch, đến kiểu lệnh vân vân. Thì đây là một trong những cái mà theo mình nó khá là quan trọng, và nó có thể thay đổi kết cung cấp thanh khoản, kết thu hút thanh khoản, kết cung cấp thanh khoản của LP, cũng như là kiểu như win-win giữa LP với trader luôn, tức là người ta có thể tạo ra một cái pool mà cho phép trader trade trên đó một cái gọi là bị strip pay nó ít nhất, nhưng mà đồng thời cũng thu được cái, đi cùng với đó là việc thu được nhiều phí nhất cho LPS. Thì nói chung đây là một cập nhật theo mình là khá là quan trọng đối với Uni nói chung và đối với các cái dự án sau này sẽ mở các cái pool thanh khoản trên Uniswap nói riêng. Cái thứ hai thì chắc chắn là cái việc mà Uniswap nó chia phí rồi, tại vì đây cũng được xem là một trong những cái tin nó khá là chấn động. Tại vì mặc dù thì cũng đã có một cái dự đoán từ trước, nhưng mà mình cũng không nghĩ nó đến sớm như vậy, và sau khi ra cái tin này thì giá token Uni nó cũng tăng gần 100%, thể hiện cái sự FOMO của thị trường. Tại vì như anh em biết thì Uniswap nó vẫn đang là cái sàn đấy, nó có cái khối lượng giao dịch lớn nhất hiện tại, và gần như là theo mình nhớ không nhầm chiếm 30 hay 40% gì đó khối lượng giao dịch của toàn bộ thị trường mà phi tập trung rồi. Cho nên là cái việc mà chia phí giao dịch nó hết sức là hấp dẫn, đặc biệt là đối với những cái nhà đầu tư mà tay to, tức là người ta cần một cái cơ hội gọi là đầu tư mà ăn chắc mặc bền, với một cái thời gian thu hồi vốn nó
nó ngắn hơn so với cái, các cái thị trường truyền thống, thì đây là một cái, nói chung là một cái cú hích nó khá quan trọng, và nó cũng đánh dấu một cái việc là nó tiến tới một cái tính gọi là phi tập trung theo đúng một cái nghĩa đen của nó, tức là không phải phi tập trung mà chỉ trên lý thuyết nữa, mà nó đã chia sẻ cái doanh thu ra cho những cái người dùng, và đến một cái dấu nó khá là quan trọng khiến cho có thể mở ra một cái hướng đi mới cho các cái dự án DeFi và những cái dự án phi tập trung khác trong một thời gian tới. Và cái cập nhật thứ ba thì chắc là như mình nói, một số cái update nhỏ liên quan đến account abstraction, hay là cụ thể hơn gần đây anh em nếu mà làm Aerob ZK Sync thì người ta hay dùng cái thuật ngữ đó là Paymaster, đúng không? Tức là chúng ta có thể tùy chọn trả phí bằng nhiều loại token khác nhau chứ không nhất thiết phải cái token gốc của cái chain nó nữa. Thì thực ra đây là một cái update theo mình nghĩ là nó cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà thực ra nó lại rất là cần thiết trong cái bối cảnh mà như hiện tại, tức là như mình nói thì chúng ta cần phải đưa cái trải nghiệm người dùng làm sao trên cái web 3, trên những cái dạng như Uniswap hay là các cái dự án tương tự, nó phải đến gần hơn và thu hẹp với cái khoảng cách với cái sàn tập trung nhiều hơn nữa. Thì những cái cập nhật như vậy thì tuy là nó không phải là một cái thay đổi gì đó lớn lao lắm về mặt công nghệ, nhưng mà nó cho thấy rằng là có người ta vẫn đang quan tâm đến những cái câu chuyện là nâng cao trải nghiệm người dùng. Và gần đây nhất thì mình nhớ là riêng về cái mạng Paymaster này thì Starknet, đúng không ta? Starknet nó cũng mới tweet một cái dự án, giới thiệu một cái dự án gọi là tập trung thanh khoản ở trên Starknet và tích hợp với Paymaster để cho user có thể có những cái trải nghiệm tốt hơn ở trên cái hệ sinh thái này. Thì ok, đó là ba cái mà mình nghĩ là chắc là đáng quan tâm nhất rồi. Còn lại thì mình cũng đâu đó cũng có một số cái cập nhật, nhưng mà theo mình nghĩ là nó cũng không ấn tượng lắm. Em thì em thấy có một vài cái mới của các cái dự án DEX, tức là đâu đó cái xu hướng phát triển sản phẩm của họ là họ mở rộng ra những cái mảng liên quan. Ví dụ như là DEX thì thường họ hay có mở ra thêm những cái như Uni thì họ mở thêm cái ví, họ xây dựng thêm một cái ví để gọi là khuyến khích, tức là họ kiểm soát cái trải nghiệm người dùng từ những cái bước đầu cho đến cả những cái thanh khoản ở dưới hạ tầng. Thì đó là cái cách mà họ đang kiểm soát cái cuộc chơi, kể cả những cái ví dụ như là những cái tên miền họ ra cũng để khuyến khích những cái trải nghiệm làm sao để khi mà chuyển tiền hoặc là những cái giao dịch ở trên sàn DEX của họ trở nên nó gọi là nó xuyên suốt hơn. Thì cũng là một cái xu hướng mà các cái DEX họ mở rộng qua những cái mạng khác. Trước đó thì chúng ta thấy là có một cái mạng cũng một cái tên kỳ cựu là Curvenant, thì họ cũng đâu đó họ cũng tự họ mở ra những cái landing thôi. Thì tất nhiên cái câu chuyện landing của Curvenant thì chúng ta quá nhiều drama rồi, thì chúng ta không bàn nữa, tại vì cũng khó mà gọi là kết luận được là cái mục đích của họ mở thêm cái mạng landing để làm gì. Thì cái câu chuyện của cái vị thế của cái nhà sáng lập Curvenant thì cái drama này chúng ta đã bàn từ cách đây đâu đó gần một năm rồi, thì cũng gọi là khó mà kết luận được cái động lực thực sự của họ trong cái bước đi đó. Nhưng mà đâu đó thì chúng ta thấy là các cái DEX họ cũng đang có cái xu hướng là họ mở ra những cái mạng sản phẩm mà hơi liên quan đến cái sản phẩm gốc của họ là cái DEX. Rồi thì ok, thì chắc là cái câu hỏi này thì em nghĩ là sẽ gọi là liên quan trực tiếp đến cái cập nhật, cái thay đổi mà anh Poseidon có đề cập ở trong cái phần trước, đó là cái việc mà chia sẻ doanh thu của Uni. Thì ở thời điểm hiện tại chúng ta biết là họ đã có cái đề xuất đó, nhưng mà cái đề xuất này thì chưa được chính thức thông qua thì phải, và nó vẫn đang trong một cái giai đoạn mà gọi là khá là gọi là trì trệ một xíu, và tất nhiên là có nhiều cái rào cản và nhiều cái ý kiến trái chiều khác nhau. Thì anh nghĩ là cái việc chia sẻ doanh thu của một cái định chế như Uni thì nó có nên hay không, bởi vì rõ ràng là những cái dự án DEX cạnh tranh với lại Uni. Trước đó thì họ cũng đã thực hiện cái câu chuyện này rồi, chứ không phải là chưa có ai thực hiện, nhưng mà ở cái vị thế của Uni với cái khối lượng và cái gọi là cái sự thống trị của họ trong cái thị phần á, thì cái việc chia sẻ phi lại thực sự nó là một cái cú cú hích, và nó là một cái điểm thu hút được rất nhiều sự chú ý. Nhưng mà chúng ta sẽ phải ngồi lại với nhau và nói về cái câu chuyện là liệu cái việc chia phi nó có nên hay không, và nó có tốt cho bản thân cái dự án nó nói riêng và tốt cho cả cái thị trường DeFi nói chung hay không? Thì nếu mà để nói chia phi tốt hay không dự án thì theo mình nghĩ phải đặt vào một cái bối cảnh và một cái tình huống nhất định của cái dự án đó. Tại vì đầu tiên thì chúng ta nói về cái ưu điểm và cái hạn chế của cái cơ chế chia phi này,
Thì về ưu điểm thì rõ ràng chúng ta thấy được rằng là cái cuộc chơi nó sẽ công bằng hơn, và người ta sẽ xây dựng và gọi là kéo được cái cộng đồng holder, cái token holder nó bền vững hơn và nó lâu dài hơn, tại vì nó gần như là gắn với một cái gọi là real year, đúng không? Tức là một cái lợi nhuận thực, và nó có thể định lượng được, số hóa được, và người ta có thể tính toán được cái thời điểm mà người ta hoàn vốn các thứ. Nói chung là nó là một cái hình thức là real year, như dạng đơn giản như chúng ta góp vốn kinh doanh ở ngoài cái thị trường truyền thống thôi. Thì đây là một cái cách theo mình nghĩ là nó là một cái hướng đi mới đối với cái thị trường DeFi, và nó cũng tạo cái ưu điểm lớn nhất là dĩ nhiên là cái UK của token nó sẽ được được add lên, nâng thêm một cái level nó khá là cao và sẽ có một cái sự formal nhất định đối với thị trường. Tuy nhiên nhược điểm thì cái rõ ràng nhất là dự án hay là những cái DAO mà dự án quản lý những cái treasury DAO thì người ta sẽ thu lại ít tiền lại, tại vì thông thường thì cái phần fee đó sau khi mà người ta chia lại cho LP thì trước đây thì thông thường sẽ bỏ vào các cái treasury DAO để mà làm kinh phí hoạt động cho dự án, rồi để mà phục vụ cho các cái mục đích sau này như là phát triển hay là đầu tư vào một cái công nghệ mới hay là raise fund các thứ. Nói chung là nó nhiều kiểu. Hiện tại thì sau khi mà chia cho token holder thêm một mức nữa thì cái phần tiền bỏ vào cái treasury DAO nó sẽ ít lại đi khá là nhiều. Thì đối với một cái dự án mà dự án lớn như Uniswap á, thì cái câu chuyện này nó có thể là không đến nỗi là quá ảnh hưởng, tại vì với cái vị thế của Uniswap thì thực ra người ta cũng có thể có nhiều cách để mà người ta huy động vốn, hoặc là cái quỹ của người ta cũng đủ lớn để mà đảm bảo dự án nó có thể phát triển trong thời gian dài. Tuy nhiên thì đối với những cái dự án nhỏ chẳng hạn, những cái dự án mới ấy, thì cái việc mà chia phí quá sớm ấy, thì theo mình nó là một cái hạn chế khá là nhiều, tại vì trong một cái cuộc đua mà như hiện tại ấy, tức là thế giới phẳng mà, thì nói chung là dùng tiền đà chết nhau ấy, thì cái việc mà chia phí quá sớm thì nó sẽ có đến hai cái mặt hại. Thứ nhất là nó khá là ngớ ngẩn, tại vì dự án đang nhỏ mà phi nó cũng đâu có thu được nhiều đâu, vậy thì chia để làm cái gì, và thực sự người ta không, kiểu như người ta không thấy hấp dẫn đó. Tức là ủa chứ hầu một mớ xong rồi chia có một chút xíu này, tại vì đâu có volume giao dịch, đâu có phi đâu mà chia, thì nghe nó, thứ nhất là nghe nó khá là ngớ ngẩn và thực ra nó không hấp dẫn. Nghe thì thấy có vẻ hay nhưng mà thực ra những cái người mà người ta hiểu sâu về dự án thì người ta lại thấy nó khá là buồn cười. Thì đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai là sau khi chia phí thì dự án lại chẳng còn gì cả. Thứ nhất là mình đã nhỏ rồi, mình đã không có nhiều volume giao dịch rồi, mà thậm chí bây giờ có được đồng nào thì mình lại đi chia cho holder trước hết. Thì nghe thì tốt nhưng mà cuối cùng dự án trong cái đường dài thì nó sẽ lại hụt hơi và không có một cái nguồn vốn để có thể phát triển công nghệ hay là làm cái này marketing cái này marketing cái kia, hay là phát triển một cái sản phẩm mới như một cái ví như Uniswap chẳng hạn, thì cũng đều là mọi thứ nó đều cần tiền cả. Thì nếu mà không có cân đối được cái này thì theo mình nó sẽ là hại cho dự án chứ không phải là lợi. Thì, chính vì vậy thì nên hay không nên thì chúng ta cần phải đặt trong một cái bối cảnh và một cái vị thế của dự án nhất định, chứ không phải cứ chia phí là sẽ tốt cho cả holder lẫn dự án. Quan trọng là còn là cái vị thế, còn là cái niềm tin đi đường dài của dự án, cái tầm nhìn của dự án trong tương lai nữa. Bên cạnh đó thì chúng ta còn phải nói về một cái câu chuyện đó là pháp lý. Thì gần đây Uniswap cũng có bị SEC, đúng không? Người ta cũng bắt đầu đưa ra một số cái cảnh báo liên quan đến cái việc mà chia phí này rồi. Thì dĩ nhiên rồi, tại vì khi mà token holder mà được chia phí thì nó sẽ khá là nhạy cảm, đặc biệt là trong bối cảnh là Uniswap người ta có trụ sở chính là ở Hoa Kỳ, ở Mỹ, thì nói chung là nó như anh em biết là nó khá là nhạy cảm. Thì chính vì vậy là chúng ta cũng cần phải quan tâm đến cái rủi ro pháp lý trước khi mà đưa ra cái ý tưởng và thực hiện cái ý tưởng này. Thì đó là một số cái chia sẻ của mình về cái câu chuyện nên hay không nên ha. Nói riêng về cái câu chuyện là của Uni đi, thì trước đây thì em cũng có từng đọc ra được một cái report của một cái bên, thì họ cũng ước chừng được là cái ảnh hưởng của việc là nên chia phí hay là không. Thì về cơ bản á, là chúng ta cũng biết là đâu đó nếu như mà họ chia phí lại cho token holder thì cái phần phí gọi là chia lại cho LP nó sẽ bị cắt lại, thì cắt từ cái phần của LP, những cái người cung cấp thanh khoản thì cắt ra và chia lại cho token holder. Thì từ đó cái động lực cho những cái người
cung cấp thanh khoản á, thì nó sẽ ít lại, bởi vì cái lượng phí họ được hưởng nó sẽ ít lại, và từ đó nó sẽ đâu đó nó ảnh hưởng đến cái thanh khoản, cái độ dày thanh khoản ở trong cái sản phẩm đó. Thì đó là một cái ý mà em nghĩ là cũng một phần lý do tại sao mà Uniswap họ trì hoãn cái bước đi chi phí này cũng một thời gian lâu rồi, cũng khoảng 2-3 năm rồi, thì họ vẫn giữ cái góc nhìn là ok, tôi sẽ cố gắng để gọi là thu hút nhiều thanh khoản nhất có thể, kiếm được nhiều cái gọi là thị phần nhất có thể trước khi nghĩ đến cái việc là chia lại cái doanh thu từ phí cho người dùng. Thì đó là một cái ý mà em thấy cũng gọi là một cái cách tiếp cận khá là, tức là họ cũng khá là kiên nhẫn, cũng họ cũng gọi là nghĩ cho một cái chiến lược, nó cũng có thể coi là một cái hướng đi nó rất là điển hình cho những cái mô hình startup ở giai đoạn đầu. Và có thể là cái bước đi chia phí trong thời gian tới thì có thể nó sẽ đâu đó ảnh hưởng đến cái câu chuyện là thanh khoản của họ, nhưng mà chắc là họ nghĩ là cái giai đoạn sắp tới thì thị trường khi mà boom trở lại thì cái động lực cung cấp thanh khoản nó sẽ dày hơn chẳng hạn, thì đâu đó nó cũng cũng hạn chế được cái hiệu ứng ngược như vậy. Chúng ta nói về cái câu chuyện DX này ở cái giai đoạn mà khá là trầm lắng khi mà ít người nói về DX. Nhưng mà em thì em nghĩ như thế này, tức là hiện tại nhé, là chúng ta đang có cái trend của restaking với cái tên điển hình là Eigenlayer, và rất nhiều những cái dự án đang xây dựng đè ở trên nó. Thì về cơ bản khi mà các cái AVS, các cái đơn vị mạng lưới độc lập ở trong Eigenlayer họ bắt đầu triển khai rework và bắt đầu gọi là vận hành một cách đầy đủ chức năng thì cái câu chuyện về restaking và liquid restaking đâu đó nó sẽ bão hòa, và nó sẽ đi về cái câu chuyện của liquid staking mà chúng ta đã thấy với cái trường hợp của Lido hiện tại. Thì cũng một thời gian Lido rất hot nha, một thời gian Lido rất được gọi là thậm chí có một cái giai đoạn mọi người quan ngại về cái việc là dominant của Lido luôn, là sợ cái việc là Lido chiếm quá nhiều thị trọng của thị trường và nó ảnh hưởng đến cái tính phi tập trung này kia. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta quay lại chúng ta nhìn thì gần như là không ai nhắc về Lido trong cái câu chuyện hiện tại. Thì cái câu hỏi tiếp theo mà em muốn dành cho anh Poseidon đó là liệu cái câu chuyện DX này nó có phải là một cái sự bão hòa và nó là một cái gọi là gần như mọi người đã lãng quên cái mảng thị trường này hay không, hay là đơn giản chỉ là vì những cái trend hiện tại nó lên tạm thời, mọi người nói nhiều về những cái trend hiện tại nhưng mà mọi người sẽ đâu đó quay lại với cái mảng DX này, một cái mảng mà có thể gọi là nền tảng của bất cứ một cái hệ sinh thái nào. Thì góc nhìn của anh về câu chuyện này là như thế nào, liệu các cái DX nó có bị gọi là bão hòa hay không? Thì thực ra nói DX bão hòa thì hay là DeFi bão hòa thì thực ra mình thấy cũng có một cái ý đúng ở một góc độ nào đó, tại vì mỗi hệ sinh thái thì chúng ta thấy rằng đó đều là những cái dự án mà mang tính gọi là đầu tiên và nền tảng, và cái cách làm thì trước giờ người ta cũng làm tựa nhau cả, đều là những cái bản fork, một số cái cải tiến nhất định, rồi nói chung là cũng gọi là không có gì mới, cứ một cái lối mòn, cho nên là chúng ta dùng từ bão hòa thì cũng thực ra cũng không có gì sai. Nhưng mà ở đâu đó thì chúng ta vẫn phải thừa nhận nó vẫn là nền tảng và nó vẫn là cái thứ đầu tiên mà khi mà thị trường DeFi nó phát triển nó buộc phải có. Cho nên là ở đây cái câu chuyện đây là nó, anh em cứ hình dung đây sẽ có một thời điểm nào đó mà cả những cái dự án DeFi ấy, nó sẽ không còn là một cái dạng như dự án nữa, mà nó sẽ lại đóng vai trò là một cái dạng như một cái từ một cái lớp là DApp, nó sẽ quay trở lại trở thành một cái lớp như là gần như là một cái hạ tầng của một cái hệ sinh thái ấy. Cho nên thì theo mình nghĩ hiện tại đồng ý là những cái câu chuyện về DeFi nó đang tạm ngừng xuống, và cũng không ai, không có KOL hay là cũng không có quỹ đầu tư nào. Quỹ đầu tư thì người ta vẫn rót tiền, nhưng mà người ta cũng không có ai kiểu như siêu hay là nói gì quá nhiều về DeFi. Nhưng mà thực ra thì anh em phải luôn tâm niệm rằng là nó vẫn là cái nền tảng, và chính vì vậy thì chúng ta cần ở đây là cần một cái hit, cú hit mới, và những cái cú hit đó thì chúng ta buộc phải theo dõi những cái dự án gọi là đang đi đầu trong cái thị trường thôi. Ví dụ như Dex thì chúng ta theo dõi Uniswap hay là PancakeSwap hay là một số cái dự án nhỏ hơn như là TradeZo hay là Jupiter ở bên Solana, rồi Lending thì chúng ta cũng phải theo dõi AV hay Compound, tại vì rồi sẽ cũng có một cái thời điểm mà khi cái khoảng cách giữa DeFi và CeFi hay là DeFi với cái
những cái sàn set hay là những cái giải pháp tập trung khác nó sẽ được kéo gần lại thông qua rất là nhiều cái giải pháp về mặt như hồi nãy Nguyên có nói về ví, về tên miền hay là về cái Paymaster thì nó rất là nhiều giải pháp. Và kết hợp tổng hòa cái đó lại thì sẽ có những cái thời điểm mà cái khoảng cách nó không có còn xa như bây giờ nữa. Và khi đó thì mình tin rằng DeFi nó sẽ mới thực sự là cái thời điểm mà DeFi nó bùng nổ thêm một lần nữa. Còn hiện tại bây giờ như mình nói vẫn làm nhưng mà sẽ là hơi khó một chút tại vì nó chưa có một cái nào nó thực sự gọi là biến đổi về chất á, cho nên là nó vẫn vậy. Thực ra thì cái việc mà biến đổi về chất anh Poseidon nói thì chúng ta dễ dàng nhận thấy nhất đó là cái câu chuyện thanh khoản nó bị nằm rải rác khắp nơi đúng không? Mặc dù là cùng một cái tên nhưng mà vì nó nằm ở quá nhiều chain khác nhau nên là những cái ông DEX này có muốn làm thì cũng không thể sửa được cái vấn đề đó. Tại vì về cơ bản là chúng ta đang có quá nhiều chain và các cái DEX thì họ xác định là mỗi chain họ sẽ đặt một cái chi nhánh ở đó để làm sao để gọi là capture để thu hút được cái volume cái chain đó nó nhiều nhất có thể thôi, chứ họ cũng chưa thể nghĩ ra được một cái gọi là một cái thay đổi gì đó nó mang tính hạ tầng, tức là nó đồng bộ tất cả các cái thanh khoản ở các cái chain khác nhau. Thì nói về cái câu chuyện thanh khoản phân mảnh đi, thì trong tuần vừa rồi chúng ta cũng biết là một cái câu chuyện là một cái drama liên quan đến cái mảng liquid restaking, đó là cái LRT, cái liquid restaking token của Renzo là EZETH thì nó cũng debug khá là sâu trong tất nhiên là một chuỗi drama trước đó rồi, thì nó cũng debug khá là sâu đâu đó khoảng 16-18% gì đó trong một cái biến động như vậy. Thì anh Poseidon nghĩ là cái phân mảnh DEX hiện tại, cái phân mảnh thanh khoản hiện tại của các DEX á, thì nó có gọi là nó có tác động tiêu cực gì đến cái mảng mà em tạm gọi cái từ nha là mong manh, một cái mảng rồi đó rất là mong manh hiện tại như là restaking và liquid restaking, thì những cái thanh khoản phân mảnh như vậy nó có ảnh hưởng gì hay không, và kể cả những cái mảng khác nữa thì nó có cái sự gì đó tương quan giữa những cái mảnh ghép này với nhau hay không, hoặc là ví dụ như là liquid restaking chẳng hạn thì khi mà nó ổn định chẳng hạn thì nó có phải là một cái cú hích gì đó nó quay ngược lại nó kích thích những cái volume giao dịch ở trên các cái DEX hay không. Thì muốn biết cái góc nhìn của anh Poseidon về cái sự tương quan giữa những cái mảnh ghép này. Thì thực ra cái việc phân mảnh thanh khoản thì nó xảy ra cũng khá là lâu rồi và càng ngày nó càng nghiêm trọng hơn. Thì nguyên nhân chính là do chúng ta có quá nhiều cái chain thôi. Và khi chúng ta có quá nhiều chain thì cái thanh khoản nó bị xé lẻ ra thôi. Bản thân L1, L2 bây giờ cũng rất là nhiều, thậm chí là L3, có thể tương lai sẽ là L4 nữa, mình cũng không biết. Và rồi chưa kể đó là những cái L1 khác nhau, rồi những cái gọi là EVM, non-EVM, rất là nhiều nhiều thứ để mà nó, cho nên là phân mảnh đó là hệ quả tất yếu của cái câu chuyện này thôi. Cho nên các dự án mà khi người ta phát triển theo hướng multi-chain thì người ta phải buộc phải chấp nhận cái việc này đó, tức là đủ lực thì mới làm. Quan điểm mình nó là như vậy, tức là khi mà thực sự đủ cái khả năng để mà duy trì thanh khoản ở nhiều chain khác nhau, không có bị mỏng, kiểu như không có phải ép một cái pool mấy trăm ngàn hay là 1-2 triệu đô thì các cái dự án lớn người ta mới nên làm, chứ còn không thì chắc chắn sẽ bị cái câu chuyện lập phân mảnh thanh khoản. Và đặc biệt là khi nó liên quan đến những cái mạng như là lending hay là những cái mạng mà dạng như như người nói liquid restaking token đúng không, tức là những cái token mà nó là còn ở trên cái restaking đó, tức là nó dạng như Renzo hả? Thì khi mà bị phân mảnh ra thì chắc chắn nó sẽ, nếu mà giả sử xảy ra một cái thiên nga đen gì đó hay là một cái sự cố gì đó thì chắc chắn chúng ta phải chấp nhận cái kiện đó là cái pack nó sẽ bị trượt rất là nhanh, và cái thanh khoản chỉ nếu 1-2 triệu đô thì không bao giờ nó đáp ứng đủ cho thị trường tại cái thời điểm đó cả, thì chắc chắn nó sẽ, cái mức độ trượt giá nó sẽ kéo theo và khiến cho những cái nền tảng lending nào mà nó đang cho cái ông này làm tài sản thế chấp thì nó sẽ bị thanh lý hàng loạt, và nó là cái chuyện chắc chắn sẽ anh em, chắc là anh em ở lâu trong thị trường anh em sẽ hiểu được rồi. Còn ngược lại thì cái mảng restaking này nó có tác động gì tích cực đối với DeFi hay là đối với DEX hay không á, thì cá nhân mình thì mình chưa thấy, tại vì mình câu chuyện hiện tại mình thấy
Ở đây mình nói thẳng với nhau là mình thấy thì câu chuyện hiện tại nó chỉ là đem một đống ETH vào khóa lại và nhận year rồi nhận error thôi, thậm chí là lúc lên để cho nhận nhiều pawn để mà được error thôi, chứ cái dòng tiền này hình như kiểu như nó không có luân chuyển được đi đâu, nó không để trôi mà qua DEX đúng không ạ? Tạo ra year, tại vì thực ra cũng không có ai có nhu cầu mà người ta trade cái này cả, tại vì về nguyên tắc thì nó sẽ là một cái đồng ổn định mà, cho nên nếu mà trade á, thì thực sự thì người ta mua bán ETH cho nó nhanh chứ việc gì mà phải trade mấy thằng này, nếu mà được gọi là để mà kinh doanh trên lệch giá trade đó, mà mua lên bán mua thấp bán cao thì người ta trade với ETH cho nó nhanh chứ việc gì phải trade mấy ông này, thì đó là một cái câu chuyện thực mà chúng ta phải nhìn nhận vào. Tức là những cái sàn DEX thì đồng ý nó sẽ có những cái pool thanh khoản cho những cái dạng token như vậy, nhưng mà mình nghĩ và thực tế em có thể thế thôi, cũng chẳng có LP nào người ta add thanh khoản vào đây quá nhiều đâu, chủ yếu là tiền của dự án các thứ để mà người ta duy trì thôi, chứ thực ra add vào đây volume giao dịch nó thấp mà, nó đâu có ai có nhu cầu đâu. Nó chỉ có nhu cầu khi mà nó bị mất back một cách gọi là đột biến, đúng rồi, khi mà xảy ra những cái sự cố thôi thì nó mới có volume mua bán đột biến thôi. Còn đối với landing thì nói qua một chút về landing, thì đối với landing thì nó sẽ đối với những cái thằng landing mà nó cho sử dụng mail này làm tài sản thế chấp này thì chắc chắn TVL nó sẽ tăng lên. Tại vì đây là cái nguồn free mà, thứ nhất là free year, thứ hai là airdrop các thứ thì chắc chắn là cái TVL nó sẽ tăng lên rất là nhanh, nhưng mà như mình nói hồi nãy thì nó sẽ đi cùng với một cái rủi ro thanh lý nó khá là lớn khi mà xảy ra một cái sự cố gì đó mất pét chỉ tầm vài phần trăm thôi mà nó không khắc phục kịp á, thì cả một cái hệ thống nó có thể kiểu như bị panic sell á, và nó là kết hợp giữa hai cái, thứ nhất là vốn là cái tài sản này nó đã mong manh sẵn rồi, nói như nguyên nó đã mong manh sẵn rồi, thứ hai là thanh khoản ở trên on chain nó cũng rất là mỏng thì nó sẽ khi mà nó sập cái thì không ai, rồi nó thứ ba nó còn bị phân mệnh nữa đúng không, trên nhiều hệ khác nhau, và mỗi hệ thì nó lại có một cái pool thanh khoản, pool thì to pool thì nhỏ đó, nói chung là khá là nhức đầu đó, thì không rất là khó để mà khắc phục một cách nhanh chóng nhất, cho dù dự án có bỏ tiền ra để buy dip đi nữa thì cũng rất là khó để mà đỡ giá trong một thời gian ngắn, thì nó sẽ dẫn đến một cái hệ quả là tại vì những cái landing pool thì Oracle của nó chủ yếu nó vẫn lấy on chain thôi, thì nó sẽ bị thanh lý thôi, và thanh lý thì thanh lý của một cái lệnh landing thì nó sẽ là cái sell market nữa, thì nó lại tiếp tục đẩy giá đi xuống thấp hơn, thì đây là một cái rủi ro mà những cái nền tảng landing mà người ta phải gánh chịu nếu mà chấp nhận sử dụng những cái thằng này làm tài sản thế chấp. Còn ngược lại nhé, đối với những cái dự án landing mà nó theo kiểu nó lớn rồi ấy, và thứ nhất nó có token rồi thì nó sẽ không có nhu cầu kiểu như siêu airdrop nữa, cái thứ hai là nó đặt cái yếu tố an toàn lên hàng đầu ấy, thì mình thấy mấy cái dự án lớn người ta cũng hạn chế sử dụng mấy cái dạng token như này làm tài sản thế chấp lắm, và nếu có nhé, nếu có thì chắc chắn phải có một cái setting về thông số, tức là kiểu như anh em chỉ được vay bao nhiêu phần trăm dựa trên tài sản thế chấp thôi, và không có cái kiểu mà anh em đi lúc lên á, tức là cứ vay xong vay tiếp rồi lại min ra rồi lại đi đi thêm một vòng hai vòng ba vòng nữa để mà đẩy cái đòn bẩy lên, thì chắc chắn cái đó theo mình nghĩ là không có. Thì đó là cái tác động, thì mình thấy đây chắc tác động tích cực thì chưa thấy, thấy tác động tiêu cực thì cũng hơi nhiều. Ok, nói một xíu về cái chủ đề tuần này, nó có thể nó sẽ đối với một vài anh em thì nó sẽ hơi chán một xíu, bởi vì nó đâu đó nó không phải đúng với cái narrative, cái trend hiện tại mà mọi người đang theo dõi. Tuy nhiên là khi mà, tức là cái này là cái thứ mà bọn mình nói trong những cái buổi chia sẻ, tức là khi mà những thứ mà nó quá nhiều tầng, nhiều lớp nó xuất hiện thì đâu đó chúng ta nên chậm lại một xíu và quay trở lại đặt một cái câu hỏi là thực sự ra cái hạ tầng, cái bản chất cốt lõi, cái giá trị gốc của những cái mới này nó là cái gì. Thì đâu đó nó là một trong những cái lý do tại sao mà chúng ta chọn một cái chủ đề nó khá là cơ bản đúng không? Anh chúng ta nói về DX là một cái thứ gì đó nó rất là cơ bản, tuy nhiên là thực sự chúng ta nhìn lại một cái hệ sinh thái thì bản thân nó thì nó đều phải có một cái hoạt động gì đó, thì nó không nhiều thì cũng phải ít, thì nó cũng phải đi qua một cái DX, thì đó là một cái thứ mà chúng ta đâu đó chúng ta có thể neo vào trong một cái xu hướng mà mọi người đang nói quá nhiều về những cái lớp, những cái tầng ở phía trên.
Thì yeah, thì hy vọng là đâu đó chủ đề tuần này nó sẽ đưa anh em ra khỏi một cái cơn bão quá nhiều thông tin liên quan đến những cái staking này, rồi liquid restaking rồi các thứ đó. Nó khá là nhiều tầng nhiều lớp. Thì đâu đó hy vọng cái chủ đề tuần này nó sẽ giúp chúng ta đổi khẩu vị một xíu. Ok, thì DeFi Discussion tuần này cũng dài rồi. Thì có lẽ bây giờ sẽ là lời chào của anh Poseidon gửi đến các bạn đang nghe podcast ha. Ok, cảm ơn Nguyên. Thì mình cũng chia sẻ góc nhìn của mình thêm một chút xíu. Thực ra nói DeFi cũ là đúng và nói DeFi nhàm chán là cũng đúng luôn. Vì bản thân mình cũng thấy cái câu chuyện đó. Nhưng mà anh em cũng đừng quên là sẽ đâu đó vẫn có rất là nhiều cái sản phẩm mà nó mới. Thì mình nói thí dụ như ở đây hôm nay chúng ta chưa bàn đến, nhưng mà những cái tập podcast trước chúng ta có nói rồi, ví dụ như Pendle chẳng hạn, nó cũng là một cái DeFi dạng mới. Hay là những cái giao thức mà kết hợp giữa DeFi với real world asset chẳng hạn, thì nó vẫn có rất là nhiều cái ngách nhỏ nhỏ nó đang phát triển. Và đó là cái về cái mới. Còn về những cái cũ thì mình chỉ tin vào số liệu thôi, chứ mình không có tin vào nhận định. Thì dĩ nhiên chúng ta vẫn nhận định, nhưng mà phải dựa trên số liệu. Thì em thấy rằng những cái giao thức cũ như là Uniswap, như là AV, như là Compound thì người ta vẫn đang làm, vẫn đang build mỗi ngày, và những cái số liệu nó vẫn đang rất là ổn định. Mặc dù là có lúc up, có lúc down, nhưng mà anh em có thể thấy rằng người ta vẫn đang giữ được một cái gì đó. Top 1 thì nó vẫn là top 1 thôi, và nó vẫn có những cái số liệu nó phản ánh cái sức khỏe của cái dự án, nó ở mức mà để chúng ta có thể tin tưởng và gọi là theo đuổi nó trong một cái long term được. Dĩ nhiên là vẫn có những cái dự án thì nó sẽ trừu tượng hơn, ví dụ như về AI, về NFT, thì cái đó là phong cách chơi của mỗi người thôi. Nhưng cá nhân mình thì mình vẫn tin rằng là cái DeFi trong cái thời gian dài, tức là 3 năm, 5 năm và 10 năm nữa, nó vẫn sẽ là một cái gì đó nó rất là khổng lồ. Tại vì như cái thị trường truyền thống này, nó đã phát triển rất là lâu rồi, nhưng mà những cái dạng như sàn giao dịch hay là những cái ngân hàng ấy, nó vẫn là những cái định chế tài chính lớn nhất và vẫn là những cái định chế tài chính có vốn hóa khổng lồ nhất. Đó, thì đó là lưu ý về cái quan điểm dài hạn mà mình muốn chia sẻ với Nam. Và rất vui khi được Nguyên mời và chém gió trong cái DeFi Discussion tuần này. Và rất mong là sẽ có cơ hội sớm gặp lại anh em trong các tập tiếp theo. Rồi, hẹn gặp lại anh em. Rồi, ok. Cảm ơn anh Poseidon một lần nữa đã dành thời gian đến với DeFi Discussion tuần này. Và cảm ơn anh em đã nghe đến những giây cuối cùng của DeFi Discussion. Chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội để gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo anh em ha. Rồi, bye bye anh em.